Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đã tính toán sai lầm khi bỏ phiếu trắng về Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam bỏ phiếu trắng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho nghị quyết lên án về Nga về cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Mặc dù dựa trên lợi ích quốc gia nhưng là tính toán sai vì không xét đến khả năng Việt Nam có thể lâm vào hoàn cảnh giống như Ukraine trong tương lai. Một nhà quan sát trong nước đã nhận định như vậy. Và quả thật bây giờ, Trung Quốc bắt đầu tập trận ở Biển Đông ngay sát Việt Nam. Việt Nam là một trong 35 nước đã bỏ phiếu trắng trong phiên họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 2 tháng 3 cùng với những nước lớn đông dân như Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng Campuchia lại bỏ phiếu ủng hộ. Đây là hình ảnh phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 2 tháng 3 đã thông qua nghị quyết đòi Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine. Tuy nhiên, nghị quyết này đã được thông qua với 141 phiếu thuận trong tổng số 193 nước bỏ phiếu. Chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống bao gồm là Nga, Belarus, Bắc Triều Tiên, Syria và Eritrea. Trong khu vực ASEAN, ngoài Việt Nam chỉ có mỗi Lào là bỏ phiếu trắng mà thôi. Tuy nhiên, bài phát biểu trước phiên bỏ phiếu của ông Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, được xem là lời chỉ trích kín đáo nhằm vào Nga, khi ông nói rằng chiến tranh thường bắt nguồn từ chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp trên quốc tế. Phiếu trắng này đã gây thất vọng lớn cho nhiều người dân Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là giới đấu tranh về dân chủ và nhân quyền vốn hy vọng Hà Nội lên tiếng mạnh mẽ hơn về hành động xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiến hành tại Ukraine, gây ra cái chết của hàng ngàn thường dân, phá tan rất nhiều thành phố của nước này. Trượt chân thì khó đỡ. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger được nhiều người biết tiếng với tên là anh Ba Sàm, nhận định phiếu trắng này là cú trượt chân khó đỡ của ngoại giao Việt Nam vì nó sẽ gây ra hậu quả không nhỏ cho Việt Nam về lâu về dài. Ông đồng ý rằng trong vấn đề bỏ phiếu này, Hà Nội cũng giống như Ấn Độ hay Trung Quốc là hành động theo lợi ích quốc gia chứ không theo tiếng gọi của đạo lý, tức là lên án hành vi xâm lược. Tuy nhiên, lợi ích quốc gia của Việt Nam theo ông Vinh là xét kỹ lợi ích về sau. Ông nhìn nhận nếu Việt Nam bỏ phiếu thuận thì sẽ có hậu quả rất lớn trong quan hệ giữa Hà Nội với Moscow. Nhưng ông cũng lập luận rằng nếu Việt Nam so đo đồng tiền bát gạo so sánh quan hệ với Moscow quan trọng hơn quan hệ với Kiev thì đó là cách nhìn thực dụng ngu xuẩn, thiển cận vì chỉ thấy lợi ích trước mắt mà thôi. Cũng theo giải thích của ông Vinh thì Việt Nam cũng nguy cơ rơi về tình huống tương tự như Ukraine và lá phiếu trắng này sẽ ảnh hưởng xấu đến Hà Nội khi cần sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Hiện Trung Quốc đang tập trận liên tục 10 ngày liền ở Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3. Phải chăng sự kiện này nối tiếp sự kiện Nga xâm lược Ukraine để gây sức ép đến với những nước nhỏ? Đây là hình ảnh chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 8 năm 2021. Nếu không có sự chia sẻ cảm thông với người đồng cảnh ngộ với mình, thì làm sao khối ASEAN và thế giới thông cảm với mình trong tương lai được? Ông Vinh đã nói. Blogger này còn chỉ ra điều trớ trêu là ngay cả những nước độc tài, phản dân chủ như Campuchia và Myanmar đều bỏ phiếu lên án Nga, khiến Việt Nam gần như bị cô lập trong khối ASEAN khi chỉ có mỗi Lào là bỏ phiếu giống Việt Nam mà thôi. Singapore không chỉ bỏ phiếu thuận mà còn áp đặt ngay lệnh trừng phạt đối với Nga, ông Vinh đã chỉ ra. Theo phân tích của ông, thì khi bỏ phiếu như vậy, Việt Nam đã chọn đứng ngoài lề của xu thế lịch sử. Nếu ông Putin thua hay bị sa lầy ở Ukraine hay chiến tranh lan rộng ở châu Âu, thì Việt Nam lại càng thua thiệt. Và tình thế tế nhị như thế nào đối với Việt Nam hiện nay? Khi được hỏi có phải ở Hà Nội trong thế khó xử, vì cũng đã từng đưa quân vào Campuchia để chấn áp chế độ Pol Pot vào năm 1979, một hành động bị thế giới lên án là xâm lược, nhưng Hà Nội lại gọi là thực thi nghĩa vụ quốc tế, nhưng bây giờ khó lên án Nga vì hành vi tương tự. Ông Vinh cũng thừa nhận là nếu phê phán Nga thì Việt Nam phải ít nhiều xét lại cuộc chiến ở Campuchia và hối lỗi.
Đây là hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trước khi rút về nước năm 1989. Tuy nhiên, ông cũng lập luận rằng không thể nói anh đã từng sai lầm rồi thì không được phép phê phán người khác cũng sai lầm, trong khi sai lầm đó đã từ gần nửa thế kỷ trước rồi. Với lại, ông nói giữa Ukraine ngày nay và Campuchia ngày xưa có sự khác biệt. Campuchia lúc đó đối với thế giới là diệt chủng, còn đối với Việt Nam là tàn sát người dân và quấy rối một cách ghê gớm. Ông nói, nhưng nhìn nhận nếu Ukraine tham gia vào NATO thì có thể làm cho Nga bất an. Truyền thông Nga cũng đang tìm cách lừa bịp thế giới rằng Ukraine là phát xít kiểu giống như Campuchia ngày xưa, nhưng hai trường hợp là khác nhau, ông nói thêm. Và hậu quả của việc Việt Nam chọn sai. Ông Vinh phân tích rằng lá phiếu trắng là kết quả của đường lối ngoại giao sai lầm của Hà Nội trong thời gian dài khi ngả qua Nga quá nhiều mà ông gọi là sự lỡ trớn. Đáng lẽ nên có sự chuyển hướng từ trước về chuyện bớt lệ thuộc vào Nga đi, vì rõ ràng nhìn thấy trong nhiều năm qua vẫn còn là ảo tưởng là Nga có thể lỡ cho Việt Nam trong việc cự địch với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề dầu khí ngoài Biển Đông, ông nói. Đau đớn là cuối cùng Nga rút lui trước sức ép của Trung Quốc, ông nói thêm. Ông cũng cho rằng nếu Hà Nội bỏ phiếu ủng hộ Ukraine thì cũng có thể được xem là Hà Nội ủng hộ nền dân chủ non trẻ của Kiev sau cuộc cách mạng Maidan hồi năm 2014 để đưa Kiev thoát ra khỏi ảnh hưởng của Nga. Nhưng Hà Nội không đặt nặng vấn đề này. Đây là hình ảnh của hôm 4 tháng 3, các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến trao thư ủng hộ và số tiền 285 triệu đồng Việt Nam quyên góp ủng hộ nhân dân Ukraine cho bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Ông chỉ ra có sự nhầm lẫn của nhiều người dân Việt Nam có cảm tình với nước Nga, nhất là ở những quan chức đã từng học tập ở Nga, rằng đây là cuộc chiến của nước Nga, của người dân Nga. Đây là cuộc chiến của Putin, của một kẻ độc tài, chứ không phải cuộc chiến của dân Nga. Ông khẳng định như vậy. Theo ông, Việt Nam có thể tìm cách gỡ lại cú trượt chân này bằng cách không lên tiếng chính thức, nhưng cho các tổ chức quần chúng như Mặt trận Tổ quốc, Hội Thanh niên hay Hội Phụ nữ v.v. lên tiếng ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, chính quyền có thể bật đèn xanh cho báo chí lên tiếng dùm cho nhà nước trên những vấn đề đối ngoại tế nhị như Ukraine để chuẩn bị cho những thay đổi về chính sách đối ngoại. Cũng theo quan sát của ông, thì báo chí Việt Nam đang có sự chuyển hướng dần dần, đã bắt đầu đưa tin nhiều hơn về thương vong của dân thường, về quốc tế ủng hộ Ukraine như thế nào. Nhưng mới chỉ nhích một chút thôi, chứ không đáng kể, blog này nhận định. Tất cả báo chí chính thống của Việt Nam cho đến nay đều gọi hành động quân sự của ông Putin tại Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt, theo cách gọi của Nga, chứ không gọi là cuộc xâm lược như truyền thông của các nước dân chủ và tự do. Và chia sẻ bài học 3-0. Trong bài phỏng vấn mới đây trên tờ báo Tuổi Trẻ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng nói rõ thêm về quan điểm của Việt Nam trong cuộc chiến ở Ukraine mà hai bên tham chiến đều là bạn bè truyền thống của Việt Nam. Đối với Nga, người bạn truyền thống từng giúp đỡ tình nghĩa cho Việt Nam, ông Vịnh nói, ủng hộ Nga là một cường quốc trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh của nước Nga trong nội địa và không bị uy hiếp ngoài biên giới, và không đồng tình với các lệnh trừng phạt kinh tế, bao vây, cấm vận, áp đặt lên nước Nga. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ khuyên Nga là không xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của các nước bất cứ lập luận và hình thức nào mà dùng chiến tranh hoặc sức mạnh để giải quyết tranh chấp là không thể chấp nhận. Ông nói, chúng ta cũng không thể đồng tình cho cuộc chiến này và nó sẽ tạo ra các tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế. Còn đối với Ukraine, vị cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng này nói rằng Việt Nam ủng hộ Ukraine bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ danh dự quốc gia. Chúng ta chân thành mong muốn Ukraine hòa bình, không bị áp đặt bởi chính trị cường quyền, không phải chịu chính sách ngoại bang pháo hạng của nước lớn, ông nói. Ông cho rằng Việt Nam có thể khuyên Ukraine rằng để đất nước mình trở thành nơi xung đột quyền lực của các nước lớn là rất không ổn. Sống cạnh nước lớn mà anh lại định đem sức mạnh quân sự để đối đầu với họ là hạ sách, cũng cần góp ý với bạn về việc không nên nghiêng về bên nào, ông phân tích thêm. Việt Nam có thể chia sẻ với bài học 3-0 trong chính sách quốc phòng, đó là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ của nước mình để chống lại nước thứ ba, ông Vịnh
nói thêm. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng Nga và Tướng Ta. Cho đến giờ này, số lượng tướng lãnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang bị xem xét kỷ luật vì dính líu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tới tham nhũng, tức là ăn cắp công quỹ của người dân. Có lẽ khó có thể dùng hai bàn tay để đếm được bởi vì nó quá nhiều. Hình ảnh thiếu thốn, bệ rạc, thiếu chuyên nghiệp của lính Nga trong cuộc chiến xâm lược ở Ukraine cũng khiến nhiều người liên tưởng với các tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với hình ảnh tham nhũng đặc trưng hơn là tinh thần bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Nhà báo Trần Văn đã có bài phân tích thực trạng này với tựa đề Tướng Nga và Tướng Ta. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã sắp tròn 2 tuần. Nga là một quốc gia có quân đội vốn được xếp vào hàng loại hùng mạnh thứ hai trên thế giới, vượt xa quân đội Ukraine cả về quân số lẫn số lượng, cũng như sự đa dạng của các loại phương tiện quân sự, vẫn đang loay hoay tìm cách chiến thắng và có tính quyết định trên chiến trường của bình diện ngoại giao. Nhưng dường như việc này ngày một mệt mỏi, hao tốn vật lực, binh lính. Đây là hình ảnh Bộ Quốc phòng của Nga. Thông tin về hình ảnh một quân đội Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 cho đến nay làm cả thế giới ngỡ ngàng. Trang bị cá nhân của binh sĩ Nga không chỉ đơn sơ đến mức tội nghiệp trong bối cảnh hiện đại hóa, đã trở thành xu thế chung của quân đội các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, phương tiện liên lạc là những bộ đàm lại do Trung Quốc sản xuất, vốn được bày bán rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Có nơi, phụ huynh còn mua các máy bộ đàm này cho trẻ con dùng để chơi. Mà còn, ở đây, nước Nga bộc lộ sự tàn nhẫn với những người được ủy nhiệm xông pha trận mạc, bao gồm khẩu phần ăn là những hộp thực phẩm chuyên dùng cho quân nhân trên chiến trường đã hết hạn từ những năm 2015. Rồi vì thiếu thực phẩm, thiếu đạn, một số đơn vị của quân đội Nga đã buông súng đầu hàng quân đội Ukraine. Những đoàn quân xa, chiến xa, xe bọc thép, xe tăng không bị bể bánh về chất lượng vỏ, cũng không chịu được lực ma sát lớn khi di chuyển hay xa lầy vì thiếu xăng. Không thể hành tiến. Cuối cùng, một số rất lượng lớn đã bỏ lại dọc đường cho nông dân Ukraine dùng máy cày kéo đi nơi khác. Một số trở thành mục tiêu cho binh sĩ hay các phương tiện, máy bay không người lái của Ukraine tiêu diệt. Người ta cũng không thể hiểu nổi tại sao những viên tướng Nga lại tệ hại đến như vậy trong việc soạn thảo và phê duyệt kế hoạch hành quân. Chẳng lẽ họ không biết tiếp liệu giữ vai trò thế nào trong một cuộc chiến dài ngày ở một môi trường rất lớn như Ukraine vậy? Hay sao? Đã từng có rất nhiều tố cáo về tham nhũng trong quân đội của Nga, những hợp đồng mua bán trang bị thiết bị quốc phòng nhằm giúp tướng lãnh và các nhà thầu kiếm tiền làm giàu, cũng như những ẩn họa khi nhiều sĩ quan Nga trở thành tướng chỉ nhờ cam kết trung thành với Putin, thành ra không biết đọc bản đồ quân sự. Đây là hình ảnh thiếu tướng Andrei của quân đội Nga được xác nhận đã tử vong bởi tay súng bắn tỉa Ukraine tại thành phố Hostom, phía bắc của thủ đô Kiev. Những tố cáo ấy từ giới đối lập ở Nga chưa bao giờ được điều tra và trả lời cho người dân nước Nga, bởi quân đội Nga là lực lượng bảo vệ quyền lực của Putin, là đối tượng bất khả xâm phạm. Những vấn đề liên quan đến quốc phòng luôn được dán nhãn rằng bí mật quốc gia. Điều này chẳng khác gì Việt Nam. Và thế là các tướng lĩnh, các sĩ quan mặc sức tham nhũng, lấy tiền đem về cất giấu. Giờ thì chính xung đột giữa Nga và Ukraine đã lộ trần, phơi bày tất cả những thứ trước đây giấu rất kỹ. Cuối tuần vừa qua, Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng loan báo Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y hai nhiệm kỳ liên tục 2015-2020 và 2020-2025 có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng và vi phạm pháp luật. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy trước mắt cần xem xét kỷ luật 3 viên tướng, gồm có 2 trung tướng là chính ủy và giám đốc, 1 thiếu tướng là phó giám đốc Học viện Quân y, 1 đại tá, 1 thượng tá vì đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm, vật tư, xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là hình ảnh Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược của Học viện Quân sự,
vừa bị bắt về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y cũng bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á. Cũng cần lưu ý rằng Học viện Quân y là một đơn vị trực thuộc của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nếu lãnh đạo Bộ Quốc phòng không ưng thuận, các viên tướng lãnh đạo Học viện Quân y không thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến các uy tín của tổ chức đảng Học viện Quân y. Nhưng có lẽ cũng giống như các scandal liên quan đến nhiều viên tướng khác, sẽ không có bất kỳ viên tướng nào là lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam tự đứng ra nhận trách nhiệm, tự xử hoặc là bị đảng xử, xem xét kỷ luật, bị hệ thống công quyền truy cứu trách nhiệm liên đới với tư cách là người đứng đầu. Cho đến giờ, số lượng tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam bị xem xét kỷ luật vì dính líu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với tham nhũng có lẽ đã khó dùng hai bàn tay để đếm. Dựa vào đặc quyền, đặc lợi để tham nhũng xảy ra ở tất cả các quân chủng bao gồm lục quân, không quân, hải quân và những lực lượng chuyên trách trong việc bảo vệ biên giới cả trên đất liền lẫn trên biển bao gồm cảnh sát biển, biên phòng. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Phong trào mà bây giờ có thể điều tra cấp nào kể cả quân khu, quân đoàn, sư đoàn v.v. thì cũng đụng đến điển hình tai tiếng. Thậm chí tham nhũng cả khi quốc gia và dân tộc đang chiến đấu với thảm họa. Như trường hợp của Học viện Quân y đã câu kết với công ty Việt Á để kiếm trác cho đại dịch COVID-19 bùng phát. Khi tham nhũng trong quân đội không còn là hiện tượng cá biệt, mỗi lần xem xét không còn kỷ luật một vài cá nhân mà phải kỷ luật cả nhóm mang hàm tướng như đã biết và đang thấy thì nguy cơ đối với quốc gia, dân tộc không còn là đơn thuần, chỉ là những thiệt hại do tham nhũng gây ra. Và ngay cả cái giá của quân đội Nga rộng hơn là dân tộc Nga đang phải trả cho việc câm nín khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, bao gồm những cá nhân mang hàm tướng mà thiếu cả kiến thức quân sự cần thiết lẫn sự tự trọng, ý thức về trách nhiệm, danh dự của một quân nhân, ví dụ như phong tướng chỉ nhằm giữ cho anh em khỏi tâm tư, khác gì chủ động trước lấy thảm họa theo cấp số nhân nếu không may xảy ra xung đột. Bên cạnh sự căm giận Putin nói riêng và chính quyền Nga nói chung đang tàn phá Ukraine, gieo rắc chết chóc, thương tật, ly tán, đủ loại tai họa khác lên đầu người dân Ukraine và trong đó có cả người dân Việt Nam đã phải chạy loạn khắp nơi, cháy hết tài sản. Sau khi xem thông tin, đặc biệt là hình ảnh video clip ghi lại hoạt động của những người lính Nga trên đất Ukraine, đây đó trên Internet, một số người quan tâm đến hoạt động quân sự quốc phòng của các quân đội trên thế giới bày tỏ sự ngậm ngùi cho thân phận của người lính Nga rằng chi tiêu cho quốc phòng của Nga tăng đều đặn hàng năm. Năm ngoái, Nga chi đến 70 tỷ đô la Mỹ, những khoản tiền khổng lồ ấy không dành cho việc chăm sóc, bảo vệ những người lính Nga khi họ phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Đây là hình ảnh khoảng 20.000 người từ khắp nơi trên thế giới đổ về Ukraine gia nhập binh đoàn quốc tế để chống quân Nga xâm lược. Ví dụ, trang bị cá nhân của quân nhân Nga thua xa quân nhân của nhiều quốc gia mà vị thế và sức mạnh quân sự kém hơn. Không có kính bảo vệ mắt, không có bọc bảo vệ khuỷu tay, bọc bảo vệ đầu gối, vân vân và thiếu thốn rất nhiều thứ. Chẳng riêng Nga, những trang bị cá nhân rất nhỏ nhưng thể hiện rất rõ nhận thức về vai trò chiến binh, ý thức bảo vệ chiến binh của Việt Nam cũng không hề khác gì quân đội của Nga. Không chỉ không được cung cấp những trang bị cá nhân rất nhỏ như vừa đề cập mà còn thiếu cả áo giáp. Và cứ so trang bị cá nhân của quân nhân Việt Nam với trang bị cá nhân của cảnh sát cơ động là lực lượng đảm trách vai trò trấn áp tại Việt Nam do ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đứng đầu, sẽ thấy anh em của các viên tướng Việt Nam nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa bao giờ là những người sẽ trực tiếp chiến đấu bảo vệ xứ sở khi cần.